tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa ra xét xử công khai vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đưa nhận hối lộ liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 tại phòng xét xử số 1 thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ tòa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tham gia tố tụng là các kiểm sát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan. Ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca, còn có 12 bị can liên quan gồm Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Ngoài, Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn đang tạm giam. Đỗ Thị Đua, Hà Thị Trang, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên hiện tại ngoại. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Với khung hình phạt bị truy tố, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 đến 20 năm tù hoặc trung thân. Đáng chú ý, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có tình tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần do bị cáo buộc 4 lần nhận tiền chạy án cho ông trùm hóa đơn Trương Xuân Đức. Cụ thể, theo cáo buộc, lần đầu, vợ ông Đức là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đưa 10 tỷ đồng tại nhà riêng ông Ca. Lần thứ hai, đích thân ông Đức đưa 5 tỷ đồng vào phòng ngủ tầng 1 nhà ông Ca. Lần thứ ba, vợ chồng ông Đức mang hai bao tiền chứa tổng cộng 15 tỷ đồng đặt vào phòng khách nhà ông Ca. Lần cuối cùng, bà Ngọc Anh mang thêm 5 tỷ đồng đến gặp ông Ca. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi. Gần trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ông Đức lại cùng vợ đến nhà ông Ca tại xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông Đỗ Hữu Ca nói đã lo xong việc ở công an Hải Phòng, chỉ còn ở công an Quảng Ninh, đồng thời bảo ông Đức cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong, ông Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, ông Đức bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, bà Ngọc Anh đến nhà gặp ông ca xin lại số tiền 35 tỷ đồng, nhưng ông ca không những không trả lại tiền mà còn mắng và đuổi bà Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, bà Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cũng theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca có tình tiết giảm nhẹ khi có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng ông Đức. Ngày 5 tháng 3, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa cho biết, vừa phát thông tin chính thức liên quan đơn tố cáo bà Vũ Thị Thúy H, nữ hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thọ bị tố cáo ăn bớt tiền ăn bán chú của học sinh nhà trường. Theo đó, thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đơn cầu cứu, xưng là tập thể phụ huynh trường tiểu học Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa kèm một file ghi âm có thời lượng 14 phút 39 giây, được cho là ghi âm cuộc ngã giá giữa đơn vị trúng thầu nấu ăn bán chú cho học sinh trường tiểu học Đông Thọ và bà Vũ Thị Thúy Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thọ. Sau khi nghe lại nhiều lần đoạn ghi âm, chúng tôi nhận thấy đây là cuộc đối thoại giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trung tuổi, trong đó thể hiện nhiều nội dung trao đổi từ việc nhập gạo để nấu ăn cho học sinh đến việc hỗ trợ tiền chi phí bảo vệ, y tế, tiền sửa chữa văn phòng, tiền sửa chữa nhà bếp. Đặc biệt, trong cuộc đối thoại có nói đến việc để lại 7.000 đồng, có thể ám chỉ cắt 7.000 đồng mỗi suất ăn một ngày. Theo tìm hiểu được biết, năm học 2023-2024, trường tiểu học Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa có khoảng 1.500 học sinh. Một phụ huynh có con đang học lớp 1 ở đây cho biết, hàng tháng học sinh ăn bán chú nộp mỗi em là 709.000 đồng, bao gồm bữa ăn chính, bữa trưa và bữa ăn phụ vào giữa buổi chiều. Về vấn đề này, tại văn bản số 1452 UBNZVP ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa thể hiện, sau khi cấp ủy chính quyền thành phố thanh hóa nhận được đơn tố cáo kèm theo file ghi âm và các nguồn đơn của cấp trên chuyển đến để giải quyết vụ việc được đúng theo quy định đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa đã có văn bản chỉ đạo kèm theo đơn và tài liệu có liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa để kiểm tra xác minh theo đó, ngày 29 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã có quyết định về việc phân công giải quyết nguồn tin theo quy định của pháp luật đối với vụ việc trên. Ngày 28 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ của bà Nguyễn Thị Thúy Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thọ thành phố Thanh Hóa với lý do bị bệnh hiểm nghèo. Qua nghiên cứu hồ sơ bệnh án và các quy định pháp luật, ngày 7 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa có quyết định về việc thôi giữ chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Thọ, thành phố Thanh Hóa đối với bà Vũ Thị Thúy Hà. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa vào cuộc điều tra làm rõ. Liên quan tới vấn đề ăn bán chú cho học sinh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, trong tháng 12 năm 2023 đã xảy ra một vụ việc khiến nhiều học sinh và phụ huynh hoang mang. Theo đó, ngày 21 tháng 12, trường tiểu học Điện Biên 1, thành phố Thanh Hóa có khoảng 1.380 học sinh, 35 giáo viên, 23 nhân viên ăn tại bếp ăn tập thể của nhà trường. Nhà trường ký hợp đồng với công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn để cung ứng thực phẩm và chế biến suất ăn tại bếp ăn tập thể. Đến đêm cùng ngày, một số học sinh và giáo viên có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đau bụng, nôn, tiêu chảy. Tổng số học sinh bị là 20 em và một giáo viên của nhà trường. Rất may sau đó các nạn nhân đều hồi phục xuất viện. Sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng của thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Tri Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm của tỉnh Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu thức ăn gửi đi xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm, mẫu lưu, không có hóa chất và vi khuẩn. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 Bộ Quốc phòng đã thống nhất điều chuyển công tác đối với bà LTN Thiếu tá, 42 tuổi, chú tổ 8 phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai, đang công tác tại Bệnh viện Quân y 211 đến nơi công tác khác. Hiện quân đoàn 3 cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ nhân viên vi phạm. Chủ trương của Quân đội Nhân dân Việt Nam kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Quân đoàn 3 đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ nhân viên vi phạm. Đây cũng là bài học nghiêm khắc gian đe cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Trước đó, tối 29 tháng 2, trên đường Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, công an thành phố Pleiku kiểm tra phát hiện bà chạy ô tô biển kiểm soát 81A32333, mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,699mg trên lít khí thở, không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Thời điểm dừng kiểm tra nồng độ cồn, bà nhiều lần gọi điện thoại và đề nghị tổ kiểm tra bỏ qua vi phạm nhưng không được. Ngoài ra bà N còn không xuất trình giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Đến ngày 5 tháng 3, bà N đến trụ sở công an thành phố Pleiku xuất trình một giấy đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 81A32333 do ông NTP làm chủ sở hữu và một giấy phép lái xe hạng B2 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cấp ngày 10 tháng 9 năm 2020, có giá trị đến năm 2030. Trước vi phạm trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng, tước bằng lái xe hạng B2 thời hạn 23 tháng đối với bà N. Theo thông tin từ lãnh đạo Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông PHB, sinh năm 1984. Ông PHB là người đã đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông xảy ra vào sáng ngày 13 tháng 3 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cụ thể, vào chiều ngày 14 tháng 3, một cán bộ hải quan tỉnh Nghệ An đã xác nhận người điều khiển xe máy là anh PHB, sinh năm 1984, đang công tác tại tri cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, cục hải quan tỉnh Nghệ An. Anh B trong lúc lưu thông trên đường đã va chạm với ô tô đoạn ở vòng xoay đại lộ Lenin, thành phố Vinh vào sáng ngày 13 tháng 3. Vị cán bộ trên cho biết B đã điện thoại báo cáo lại toàn bộ sự việc, sau đó những người liên quan đến làm việc tại Công an Phường Hưng Dũng và Công an thành phố Vinh. Đây là sự việc đáng tiếc trong ứng xử khi tham gia giao thông. Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông PHB. Hiện Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy cũng đang chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra để có hình thức kỷ luật đối với ông PHB. Ông PHB là cán bộ công tác tại Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, đóng tại địa bàn huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Trong các ngày từ 11 đến ngày 15 tháng 3, ông PHB được triệu tập đi thi đánh giá năng lực tại thành phố Vinh. Còn anh DDH, chồng của nữ tài xế ô tô chia sẻ, sự việc xảy ra khiến gia đình mệt mỏi. Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà tài xế xe máy đã đến xin lỗi gia đình. Người chồng cho biết, may khi người này đập vỡ kính ô tô thì kính không văng vào mặt vợ tôi, lúc anh ta ném mũ bảo hiểm cũng không trúng người. Được biết, tài xế xe ô tô là một nữ cán bộ quân đội. Trước đó khoảng 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3, tại vòng xuyến ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô. Vào thời điểm trên, nam thanh niên đi xe máy Honda Airblade đang đi vào vòng xuyến thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã xe, nam thanh niên hùng hổ lập tức cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô. Toàn bộ hành động của nam thanh niên được người tham gia giao thông quay lại và đăng lên mạng xã hội. Nhiều người xem xong clip bày tỏ rất phẫn nộ trước hành vi hùng hổ, hủy hoại tài sản của nam thanh niên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra, hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.